Top những bộ phim hot nhất của Sina, con chung của Dương Dương Nhiệt Ba được xướng tên. Cuối năm nào dịp hàng loạt bảng xếp hạng tổng hợp phim đã lên sóng được tung ra. Mới đây chúng tôi đã đọc được danh sách xếp hạng những bộ phim Hoa ngữ hot nhất 2021 do trang Sina bình chọn. Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất đó là phim của loạt tiểu hoa đình đám showbiz như Dương Mịch, Dương Tử hay Triệu Lợi Dĩnh cũng đều vắng mặt. Theo đó, trong danh sách này bao gồm những bộ phim được đánh giá cao về cả nội dung và diễn xuất, nhưng không hề có lưu lượng đóng như Sơn Hải Tình, Hoàng Hiên, Thành Phố Lý Tưởng, Tôn Lệ, Chị Hữu Đình, Ở Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn cho Vũ Đồng. Chúng tôi thấy đây là những bộ phim tuy không hot ở Việt Nam, nhưng lại được đánh giá cao ở nước bạn. Ngoài ra, chúng tôi thấy trong danh sách này còn có những bộ phim chế tác thấp, dàn diễn viên kém nổi, nhưng lại hot hòn hòt khi lên sóng. Điển hình có thể kể đến Ở Rể, Tống Giật, Quách Kỳ Nân, Tư Đằng, Cảnh Điềm, Trương Bân Bân. Đặc biệt là Ngự Tứ Tiểu Ngộ Tác với dàn diễn viên mới toanh. Bộ phim về đề tài gia đình Những Đứa Con Nhà Họ Kiều cũng được Sina bình chọn là phim hay nhất năm 2021. Bộ phim này sở hữu dàn diễn viên chất lượng, từ ngoại hình đến diễn xuất, lại thêm nội dung cực hot, nên chúng tôi thấy nằm trong danh sách này cũng không có gì lạ. Dưới Ánh Mặt Trời được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Vật Trong Tay đã quá nổi tiếng nên khi lên sóng cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Em Là Thành Trì Doanh Nghĩa Của Anh hay Một Ngày Biến Thành Em cũng gây ấn tượng bởi nội dung ngọt ngào. Trong danh sách mà Sina bình chọn, chúng tôi chỉ thấy đúng hai bộ phim có sự góp mặt của những lưu lượng đang hot, đó là Châu Sinh Như Cổ, Bạch Lộc, Nguyễn Gia Luân và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương, Địch Đại Nhiệt Ba. Một bộ phim thì gây ấn tượng bởi cốt truyện quá ngược, một bộ lại ngọt đến sâu răng, nhưng điểm chung là đều được khán giả thích và cực hot khi phát sóng. Bất ngờ thay, danh sách phim được Sina bình chọn hay nhất năm nay lại không có tên của những lưu lượng hàng đầu showbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Dương Tử. Cả Hữu Phỉ, Học Châu Phu Nhân, Nữ Tâm Lý Sư và Ai Là Hung Thủ đều bị đá ra chuồng gà. Nhìn lại toàn cảnh showbiz năm nay thì chúng tôi thấy hot nhất có lẽ Scandal của các đỉnh lưu, tiếp đến là những bộ phim không phải của lưu lượng. Tuy nhiên, sang đầu năm sau, chúng tôi nghĩ tình hình sẽ thay đổi với sự đổ bộ ảo ạt của loạt phim chế tác lớn và có dàn diễn viên đỉnh của job. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!